Nó rộng á. Ôi, bạn đưa tôi đi đâu đấy? Đang đi vào trong bản này. Trong bản à? Bản Biệt Lập. Bản Biệt Lập à? Ngôi bản này chắc chỉ có 4 hộ dân thôi. 4 hộ dân sinh sống. 4 hộ dân. Đường đẹp thế nhở? Ôi. Dốc này phải 40-50% cũng nên. 40-50%. Lâu lắm rồi sao không lang thang những con đường như này. Ngày hôm nay thì mình cùng với người bạn của mình là bạn Hiệp ở Mẹ Vạc Hà Giang. Hai anh em sẽ lang thang một chuyến. Ôi, cái chỗ này hay nhở. Nói chung là ở trên vùng cao thì những con đường luôn luôn là khó khăn rồi. Con đường này cũng vậy. Này, cứ nhìn thấy đường là mình nghĩ tới cái công sức của bà con lúc làm đường ấy. Nhờ, vất vả. Vất vả bao nhiêu mới làm được những con đường như này. Vì mình đã từng đứng ra làm một con đường cho bà con rồi. Mình hiểu được cái sự vất vả khi mà mở được những con đường xuyên qua những núi đá như này. Oh. Cứ đi qua một con dốc thì nó lại mở ra một thế giới mới. Ui. Xe của bạn có phanh không đấy? Đủ phanh, đủ giảm sóc cái gì? Đủ, đủ, bạn cứ yên tâm. Wow. Ui, đẹp thế. Ui, cái làng này đẹp thế. Đây, lại đến tầm 3 giờ chiều rồi. Các bạn lại đi cắt cỏ rồi. Chào các em nhá. Bây giờ cười tươi thế. Wow. Đây cũng là một ngôi làng mà... Đây cũng gọi là Biệt Lập rồi này bạn nhở. Cũng có thể, tại vì là đi qua hẳn một ngọn núi mà. Đúng rồi, đây để đường để đi vào những cái bản làng của người đồng bào Mông ở trên đẹp Hà Giang. Rất là ngoằn ngoèo. Ngôi làng này trông cũng khá là giàu có này. Có những nếp nhà xây. Ồ, cái rừng trúc phía xa kia đẹp ghê. Cứ mỗi lần mà đi qua một con dốc ấy, một cái thế giới khác nó lại mở ra. Chào mọi người nhá. Làm nhà. Nhìn những cái hình ảnh này rất là quen thuộc ấy. Cảnh đập đá. Chào em nhá. Cảnh đập đá rồi cảnh chuyển đá. Những hình ảnh mà ăn sâu vào trong ký ức của Trao rồi. Wow, đúng ở góc này nhìn ngôi làng đẹp ghê. À, chị này đang tập xe máy à? Từ từ bạn xem nào. Ui. Đang tập xe à? Đang tập xe hay như nào? Hả? Chị Pau à? Tập đi. À, chắc là chị ấy đang tập xe rồi. Đi rồi. À, mình gửi xe ở đây thôi à? Mình không đi được nữa. À, rồi. Mình đã nhìn thấy cái con đường đá này rồi. Đang chờ để xem em gái đi tập xe. Đi, có cần anh giữ cho không? Đi. Không biết là đang tập xe hay là đang dắt xe ra vì thấy cái động tác nó hơi luống cuống một tí, không giống người đi xe chuyên nghiệp. Đấy, cách ngồi xe là đấy khác rồi. Đây. Rồi đi, anh giữ cho. Rồi đi từ từ thôi, ga từ từ thôi. Đúng rồi, em mình đang tập xe máy. Đấy, ga từ từ thôi. Đây anh giữ rồi. Đi số bé rồi đấy, từ từ cẩn thận đấy. Quá ga lại đâm xuống vào đá nhá. ui. tập tiếp đi. Em đi số thấp thôi, đi số 3 thôi, không em ga quá nó vọt đi đấy. Bạn Hiệp, bạn biết hướng dẫn em mới lái xe không?
Xe không đề được à? Đâu để anh xem nào. Đây phải đạp nổ đã. À. Đây đây em lên đi. Anh giữ cho. Thì tập xe máy là tâm lý phết đấy, bởi vì rất là sợ ngã. Ngã bởi vì ngã là đau. Rồi. Ngồi lên. Đấy. Nhưng mà có gạt cái chân trống lên. Gạt chân trống lên đấy. Có tinh thần tập xe. Đấy, gạt từ từ ơi. Ga nữa lên, cứ giữ đều ga, đúng rồi, giữ đều ga đi. Đúng rồi. Cứ giữ đi, giữ rồi. Anh giữ xe rồi. Đúng rồi, ga đi, cứ ga đi. Đấy, ga từ từ thôi. Đã đi được một quãng rồi đấy. Đừng chống chân, nhấc chân lên nào. À, nhưng mà bây giờ không hiểu tiếng nhau thì cũng khó lắm. Có chân lên. Khó phết đấy nhỉ. Để đi được xe máy thì ở cái địa hình bình thường nó bằng phẳng, đường rộng thì còn dễ tập, như đây cái đường nhỏ rất là khó tập. Nhưng mà rất là hoan nghênh cái tinh thần tập xe của em ấy. Này, nó tham này. Này. Ui giời. Này ba cũng ăn một cái nữa. Xanh. Người lớn họ cũng thích ăn kẹo mà. Này em ăn một cái kẹo lấy sức tập xe. Này. Cháu biết nói tiếng Kinh nhỉ? Hả? Chỉ một cần tơ à? Thanh niên này chắc đi bắt ông. À, chỉ một cần tơ không đi học thì không biết. Thôi được rồi, chắc là để em ấy tập xe đi, cố gắng lên nhá. Bây giờ thì ngày hôm nay Trao có bạn Hiệp là một người bạn của Trao ở trên Mèo Vạc Hà Giang. Hôm nay thì bạn ấy có thời gian nên là đưa Trao đi lang thang bản làng một chút. Hình như là Hiệp cũng bắt đầu làm một kênh YouTube đúng không? Đúng rồi, mình đây đây, Hiệp đứng ra đây. Đúng rồi. Mình xin chào các quý vị khán giả của kênh Trao Vlog nhé. Mình tên là Hiệp. Hiện tại thì mình đang sinh sống tại Mèo Vạc Hà Giang. Mình đang cũng làm một kênh đi các bản làng rồi vui chơi, giới thiệu đến những nét văn hóa độc đáo của người dân ở trên này. Kênh của mình tên là Mông Thanh Hiệp. Mông Thanh Hiệp đúng không? Cũng mới bắt đầu có ý định làm thôi đúng không? Đúng rồi, mới thôi. Mình cũng đang đi quay chợ phiên các kiểu ở trên này. Thì thông qua những cái video của Hiệp thì có thể là mọi người sẽ hiểu thêm về cái đời sống ở vùng cao nhỉ. Thì mọi người có thể qua kênh của bạn Hiệp để ủng hộ bạn ấy qua cái kênh YouTube là Mông Thanh Hiệp. Còn khi mà cái video này phát sóng thì bạn nhớ vào bình luận nhá. Thì tôi sẽ ghim cái bình luận đấy lên để có thể là khán giả được biết. Và cũng rất là mong quý khán giả sẽ ủng hộ Hiệp mà mỗi người một đăng ký, một like thì bạn Hiệp bạn có thêm cái động lực để bắt đầu làm cái công việc YouTube này. Còn bây giờ thì nghe lời Hiệp giới thiệu thì ở bên trong này có một cụm nhà biệt lập, có 4 hộ gia đình sinh sống đúng không? Đúng rồi, có 4 hộ. 4 hộ gia đình sinh sống và cái con đường để đi vào đó thì cũng rất là gian nan như các bạn có thể thấy này. Toàn là đá 3-4 rất là to. Cái này thì chịu rồi, xe máy bọn mình phải gửi ở ngôi làng này rồi. Đi bộ vào đấy mất khoảng 15 phút. Cũng nhanh thôi đúng không? 15 phút cũng nhanh. Đây chắc là mọi người cũng đang chuẩn bị để sau này làm đường đây nhỉ. Thấy mở mặt bằng với đập đá hết rồi. Thấy mấy anh ở trên này bảo là đây là toàn khắc tự làm thôi. À đúng rồi. Khắc tự đập về để cho đường đi được ấy. Nói chung là bà con tự thân vận động đúng không? Đúng rồi. Cuộc sống của đồng bào người Mông ở trên vùng cao thì về cơ bản nó sẽ hơi thiệt thòi một chút so với những đồng bào dân tộc khác. Vì cái địa hình núi đá rồi hạn chế về đi lại, rồi hạn chế về giao tiếp, hạn chế về ngôn ngữ. Nên là sẽ có nhiều cái gọi là khó khăn thiếu thốn hơn những vùng đất khác. Cái thời điểm này bà con không trồng cái gì nhỉ? Thời điểm này thì không. Sắp chuyển sang mùa đông như là chuẩn bị trồng bắp cải thì phải. Đúng không? Đúng rồi, trồng làm cải, người ta gọi là cải mèo ấy. Đây này.
thấy mấy cái chỗ này là chuẩn bị trồng dưa cải này, trồng cây cải mèo này. Cái cải mà bạn phải biết là một cái lá cải nấu được cho 6 người ăn. Đúng, một cái lá cải 6 người ăn. Nó là siêu to khổng lồ ấy, đúng siêu không? Siêu to khổng lồ, đúng rồi. Cải đấy cứ cái nơi nào càng lạnh thì ăn càng ngon. À. Đá to quá. Nhưng mà mở được cái mặt đường là cũng tốt rồi ấy nhỉ. Nhiều nơi còn có cái lối mòn đi bé tí. Cái này thì chắc là sớm muộn gì bà con họ cũng sẽ làm. Nên là họ cũng cố gắng lắm đấy. Cái đá này nó cứng mà. Ôi, mình đi giày còn đau hết cả chân này. Hiệp biết tiếng Mông không? Mình biết ít lắm. Chỉ pâu thôi gì. Nói chung là cũng vừa nghe vừa đoán. Gọi là tượng hình thôi. Thế còn tiếng thì ở đây lâu nhưng mà không biết về tiếng Mông mấy. Thế là đi học các bạn không dạy cho. Hay là dạy mấy câu nói bậy thôi đúng không? Đúng rồi, chỉ có nói bậy là nhanh thôi. Chuyên được dạy nói bậy, mình cũng thế. Nói bậy nhanh lắm. Ui. Nhưng mà bạn có bao giờ tìm hiểu xem là tại sao họ cứ sống ở những nơi mà người khác rất khó tiếp cận không? Chính bản thân họ cũng rất khó để đi lại không? Theo mình nghĩ thì nó cũng là một phần cái phong tục ấy. Của người Mông ngày xưa thì người ta là du canh du cư ấy. Người ta không định cư bất cứ chỗ nào cả. Họ chỉ đến đấy trồng trọt rồi chăn nuôi 1-2 năm là họ lại chuyển. Đến mãi sau này khi mà nhà nước có cái chính sách hạ sơn ấy, định canh định cư ấy. Đấy thì người dân người ta mới không đi nữa. Nhưng mà cũng quen cái kiểu sống như vậy rồi. Thôi rồi. Sống ở đâu thì ở đấy luôn đúng không? họ quen đồi núi. Nói chung là nhiều lý do lắm, mình cũng không thể biết hết được ấy. Nhiều khi nó còn phụ thuộc vào tiền ấy nhỉ. Đúng không rồi. Có tiền thì cũng chả thể ra những nơi có điều kiện tốt hơn để sống được. Cái này thực ra là nếu mà đổ một cái đoạn đường bê tông thì cũng dễ thôi mà. Thì có nền hết rồi. Cái địa hình nó bằng phẳng ấy. Mặt bằng thì có sẵn rồi, bây giờ chỉ nghiền đá ra đổ thôi. Nhưng mà bởi vì ở trong này nó có ít hộ dân quá ấy, đúng không? Đúng rồi. Nó không đủ cái tiêu chuẩn để có thể làm được một cái con đường ấy. Thế tức là cái đầu tư nó lớn nhưng mà nó không ấy nhỉ? Đúng rồi. Nó không đáp ứng. Hả? Chị Pau hả? Chị Pau lồng Mông hả? Cô đi cắt cỏ về rồi. Đấy, cứ chiều chiều thôi nhỉ, phụ nữ vùng cao. Đúng rồi. Quanh năm ngày tháng, lúc nào cũng là một bó cỏ trên lưng vai. Mà nó có nhẹ đâu. Ui nhìn thế thôi nặng lắm. Ôi tôi gùi rồi bạn ạ, nặng cực luôn ấy. Nhìn họ gùi đơn giản thôi nhưng mà treo lên vai mình là chịu đấy. Chịu vai ấy. Ồ mà tôi thấy có cả đường điện này. Đường điện thì chắc là dân góp tiền ấy. Này nhưng mà nó kéo được cái đường điện này cực kỳ là nhiều tiền đấy. Đúng không? Đúng rồi. Tôi biết là đây là dây 1 pha hay là 3 pha nhưng mà... 1 pha thôi. 1 pha à? 1 pha. Đấy thậm chí là mọi người chưa đầu tư được cái cột bê tông đâu này. Chỉ chơi cột gỗ hết thôi này. Còn có dấu hiệu mục rồi. Nhưng mà nói chung là cái kéo đầu tư được cái đường điện này vào thì chứng tỏ là mấy hộ gia đình trong này họ cũng rất là có điều kiện đấy nhá. Nhỉ? Họ chăm chút cho đời sống ấy. Tức là cũng vươn lên đấy. Đúng rồi. Đấy thì kiểu như là ở trong này thì điện dùng để làm cái gì đâu ấy đúng không? Đấy, nhưng mà họ vẫn kéo điện vào để sử dụng. Theo như quan sát trên cao, cha đã thấy 4 ngôi nhà rồi. Và nó nằm lọt thỏm dưới một cái thung lũng bao quanh là những cái núi đá. Và đây, ui bạn đi ở chỗ này trông như kiểu đi qua cái cổng trời ấy. Đấy mình cũng đang nghĩ là cái cổng trời ấy. Đúng không? Đi hết cái cổng trời luôn. Đó. Cứ qua một cái con dốc thì nó lại mở ra một cái thế giới khác. Chả ai tin ở trong này có nhà đâu nhá, nếu mà đi bình thường ấy nhỉ. Đúng rồi, chỉ nghĩ là đường đi lên nương thôi. Mình cũng đã đi rất nhiều những cái bản làng, những cái ngôi nhà biệt lập.
ở trên vùng cao rồi, nhưng mà bốn cái ngôi nhà sâu này cũng là một cái nơi mà mình thấy rất là bất ngờ. Ôi. Vào đây đường nhỏ hơn rồi này. Cái đá này dẫm còn trẹo cả chân đấy mọi người ạ. Mỗi lần bước một phát này rất dễ trẹo chân. Mình còn đi giày ấy. Chứ đi dép không khéo tôi nghĩ là còn lật cả móng chân. Ui, lên bà con còn đi chân đất đấy nhỉ. Đấy. Nhiều mà người không hiểu sao đất. Đi được. Ôi. Trong này mình cứ tưởng tượng cảnh trẻ con đi học người ta thấy ngán ngẩm ấy. Chứ là phải động lực lắm hoặc là phải cố gắng lắm mới tới lớp tới trường được. Dê. Thả dê à? Dê núi. À dê. Ôi nuôi được dê. Ôi thì chứng tỏ là cái làng này giàu rồi. Bốn cái nhà này nhà giàu đấy. Họ chịu khó làm ăn kinh tế. Ừ. Mình rất thích những ngôi làng kiểu như thế nhá. Kiểu họ có cái lối thoát kinh tế nhỉ. Đúng rồi. Họ không chịu, họ không chấp nhận cái cuộc sống đấy. Đúng rồi, không khuất phục ấy, không bị khuất phục. Đúng rồi. Bởi cái địa hình. Đấy, cái ngôi làng biệt lập nó bé xíu nằm ở dưới rồi, nhưng mà để đi tới được còn lâu. Đều là anh em với nhau hết. À, tất cả cùng anh em một nhà. Cùng anh em hết. À, thế điều đó lý giải vì sao mà lại có bốn cái ngôi nhà sống biệt lập ở trong như này rồi. Bốn anh em thì đỡ tranh cãi nhau nhỉ. Đúng rồi. Xong rồi giúp đỡ nhau nó dễ hơn, đỡ đánh chửi nhau. Nên tôi cũng nể những ai mà đi vào đây làm dâu thôi. Đúng không? À, dù đối với những cô gái vùng xuôi thì nếu mà phải bắt buộc phải vào đây làm dâu chắc là khóc hết nước mắt. Khóc 7-7-49 ngày chắc vẫn khóc. Kiểu... Trong này khóc thì chắc chỉ một mình nghe thôi. Ừ. Phụ nữ vùng cao thì họ cũng mạnh mẽ lắm. Và họ sinh ra lớn lên thì nó cuộc sống nó đã như vậy rồi nhỉ. Đúng rồi, nên nó họ quen. Là bình thường, là đơn giản đối với họ. Nhưng mà bây giờ mà một cô gái nào mà lên đây, vào đây lấy chồng cho 10 tỷ, chưa chắc đã dám ở. Thực sự ấy chứ. Giờ muốn mua gói mì tôm nhá, đi bộ là đỏ hết cả chân, sưng hết cả chân. Mới ra mua được gói mì tôm, gói dầu gội. Khả năng là ra mua xong đi về thôi bạn. Ừ đấy, ra mua xong trốn chồng bỏ về luôn. Chứ không còn quay lại nữa đâu. Có thể ở lại đây được nữa. Rồi. À, một cái điều thú vị là hệ thống nước của ngôi làng này. Đây cũng là cái điều lý giải vì sao mà mặc dù đi lại vào rất khó khăn nhưng mà mọi người lại ở đây. Có nguồn nước. Đây này, cái nguồn nước là cái điều rất là quan trọng và cái mà mình cũng rất là để ý. Ôi dồi ôi, đi. Wow. Này đây. Cái nguồn nước này hơi bị được các bạn ạ. Nó là mỏ vàng đấy. Ừ, đúng là cái này phải gọi là mỏ vàng thực sự. Đây này. Trong veo nhở. Ui. Nó nối trong hốc kia ra, đây cũng một cái nữa này. Ừ, như này thì người rồi động vật uống thoải mái này. Thái hồ. Này, cái hồ này này, hồ tự nhiên luôn này nhờ. Ừ. Họ chỉ đắp một ít đá vào thôi này. À, thế này thì đúng là họ sẽ lựa chọn ở đây rồi. Đây, nước này nó hơi đục một tí, chắc là để giặt thôi. Đây chắc là mới là bên nước sinh hoạt này. Ôi. Như này thì coi như là sống rồi còn gì nữa, đúng không? Có vùng nước cao có... như này là thắng rồi. Ừ. Có nước là có sự sống rồi này. Đây này, cái mỏ nước này nó còn sâu vào trong này. Không biết là nó chảy từ đâu ra này. Chắc là nó cũng phải có nguồn chứ nhỉ? Nó ở khe đá hả bạn? Khe đá chứ. Nói chung là có nước dùng như này là quá tuyệt vời. Có nước dùng thì mới ở được. Đấy, họ xây thành ngăn thành hai hệ thống bể. Một phía trên, một phía dưới. Bên kia cũng là một hốc có nước này. Ôi rồi. Thế này thì quá sướng rồi. Điều kiện sống này là quá ok rồi.
Bên trên thì là đồi cây gỗ, thoải mái mà lấy củi khô nhỉ. Đúng rồi. Mình đi qua đấy họ không bao giờ chặt phá bừa bãi. Ừ. Vẫn còn nguyên mà. Ừ. Chỉ củi khô thôi, chỉ lấy cành khô. Đấy. Ý thức rất cao. Đứng ở góc này nhìn ngôi làng yên bình quá. Tiếng gà gáy vang cả trời. Thung lũng. Ôi. Này giàu không? Thậm chí là còn xây được cả bể kìa. Ngôi nhà này này. Xây hẳn là một cái bể chứa kìa, có cả bồn inox kìa. Ê, cái làng này được các bạn ạ. Đây cũng không gọi là cái làng được nhỉ. Nó chỉ là cụm nhà thôi. Đúng rồi. Không thể gọi là cái làng được. Thôn bản nó cũng không phải, ít nhà quá. Ừ. Chắc là khoảng 5 năm nữa mình quay lại thì nó có thể là thành bản được. Chưa, 5 năm nữa. Chắc là chưa. Nó chưa thể sinh ra nhiều nhà hơn nữa. Đúng cái này, có khi ngày xưa mọi người không đập đá ra, đi cái mòn, lối mòn nhỏ nhỏ dễ đi hơn. Thật sự từ nãy đến giờ đi vào đến trong này đau hết chân rồi. Mỏi như chân rồi. Chữ nước này. Đây cũng là cái cách để lấy nước về này. Nó thấm từ đá ra nhưng mà cái vòi nước này có vẻ hơi ít. Nào, để xem là những người dân đây họ có sợ người lạ không nhá. Tôi đã nhìn thấy người rồi. Ô, đào nở luôn này. Ôi, chưa đến Tết nhá. Hôm nay mới là ngày mùng 9 tháng 10 dương lịch mà ở trong ngôi làng này đào đã nở rồi mọi người này. Đấy, đào phai nở rộ luôn. Vậy có nghĩa là cái khí hậu trong này nó khác ở bên ngoại ấy nhỉ? Đúng rồi, nó có khả năng nó mát hơn. Nở hoa đúng vào cái dịp mà không giống ai này. Ở đây mọi người vẫn phơi quần áo trên những mỏm đá như này. Phơi váy ở trên những đống củi như này. Ong họ làm kinh tế này. Ờ, nuôi ong này. Chào chị nhá. Nhá rồng à. Nhá rồng đê. Nhá chế à. Chào cháu nhá. Chị Pau à. Chị Mô Cần Tơ à. À, đi vào đây chơi thôi. Gọi là nho rông à? Đi vào chơi thì gọi là gì nhỉ? Mùa si. Mùa si đi chơi. Thế cún được đi học không? Bé này này hả? Biết nói tiếng phổ thông không? Chị Pau á? Chị Pau hả? Oh. Đi sang bên này. Pau nó mó à? Chị Mô Cần Tơ à? Ồ, thế là... hôm nay là ngày trong tuần nhưng mà thấy có vẻ như là mấy đứa ở nhà cơ. Thì đây là ngôi nhà đầu tiên này. Họ có hệ thống bể nước này. Rất là kiên cố này. Ôi, xây rất là dày luôn. Đó. Họ còn biết làm cái mái, cái tấm lợp này để lấy sáng ấy. Ờ, đúng rồi. Sáng tự nhiên này. Cái thông tin mà các bé được đi học hay không thực ra là mình không xác định được vì nhiều khi nó là sự bất đồng ngôn ngữ, không hiểu nhau nên là mình cũng không rõ. Thì cũng không thể biết được là bọn nó đi học hay không. Hôm nay cha cũng chuẩn bị một ít kẹo này vào thang á. Mình thì có ớt chỗ mà cháu. Bê ly trà. Hả? Bê pa. Pa. Ừ. À. Lúc pa tà. Pa. Ờ, nhà chắc mình cứ đi vòng vòng xem mà ở đây có gì vui không nhỉ? Đi. Chắc. Đây bên này họ đang làm gì này? Đó. Ở bên này. À thế à? Nhà rồng à? À, nhà rồng à? Nhà rồng sát xanh à? Cái bể nước này thì vẫn là cái cách để lấy nước mưa bằng mái nhà này. Mặc dù họ có một cái bể nước ở kia.
những bản làng của người Mông thì luôn luôn có một cái sức hút gì đấy mà kiểu lúc nào mình cũng phải cố gắng đi tới, vì tới mỗi ngôi làng nó lại có một cái gì đấy nó khác biệt với những ngôi làng khác. Như ngôi nhà này cũng là một ngôi nhà mà Trang nghĩ là cỡ khoảng một vài chục năm rồi. Ô, nhà rồng à, nhà chế à, chào chị nhá. Thế mấy đứa trẻ này không biết là như nào. Mình nói được tiếng Kinh không? Hả? Chị Bao à? Ở trong nhà thì có điện này. Rất khó để giao tiếp. Nhưng mà ngôi nhà này cũng là một ngôi nhà mình nghĩ là cũng khá là có điều kiện. Không biết là bọn trẻ con nó định đi làm gì. Có mấy thanh niên cũng biết nói tiếng Kinh nhưng mà... À, có người biết nói tiếng Kinh à? Không thấy ở đâu. Đây, đang chuẩn bị xẻ gỗ này. Ê, nó tham ấy. Bún ơi, ăn kẹo không? Tôi sợ chạy hết rồi. Ngại. Ngại đấy. Không có ai, có làng này có thanh niên không? Có. Mình đi thử sang bên này xem. Ừ. À, nhưng mà bạn biết làm cái này không? Cái này á? Ừ. Cái này khó đấy. Khó. Cái này họ cưa khéo, họ mới cưa thẳng được. Ừ, chắc là gia đình ấy chuẩn bị làm cái gì đấy nhỉ? Cơ nới. Đây, bọn này nó sợ nó chạy mình hết rồi này. Các cháu đây thì không biết là đi học hay không. Này, cho mấy đứa kẹo này. Cho con này. Cầm hết đi. Bê ly trà. Hả? Chị Pau hả? Chị cần tơ đâu. Chị cần tơ à? À, lại không đi học rồi. Này, Cún ơi. Mai. Ôi giời, bé xíu mà xấu hổ rồi Mai. Nó tham này. Tua. Ra đây. Chị Nò. Này, cầm cho bạn kia này. Mai. Ôi. Nếu mà mẹ bạn ấy nói là chỉ cần tơ thì... Thế là mấy đứa này là không đi học à? Cũng điều đó cũng không biết là có chính xác không. Mình phải gặp mấy anh mà nói được tiếng Kinh, hỏi nó mới rõ được. Cứ thấy chỉ mùa cần tơ là biết là không được đi học à. Ôi, gia đình này còn tích trữ được rất là nhiều củi đốt luôn. Nhớ rộng ơi. Xin chào. Anh biết nói tiếng Kinh không? Chị Pao ấy. Là chị Pao á? Có. Anh biết nói tiếng Kinh à? Chị Pao à? À, chị cần tơ à? À, cũng không đi học luôn. Ok. Vậy là... có vẻ như những ngôi nhà ở đây tụi trẻ con sẽ không được bố mẹ đầu tư cho đi học. Chào chị nhá, chào gia đình ạ. Mít nhủ à? Này, cho em bé kẹo này. Cho con này. Này. Đây là chú bóc cho này. Kẹo này kẹo ngon lắm ấy. Này. Chào mọi người ạ. Mọi người đang làm gì đấy? Hả? Dạ? Làm gì? Con dê. À, làm chuồng cho con dê à? À, làm chuồng cho con dê. Ở đây chắc là nuôi dê là phù hợp nhất đấy nhở? Vì nghe toàn thấy tiếng chuông của con dê thôi. Đi, cháu Cún đi. Đi cắt cỏ đi. Sợ ấy, nó thấy mình đứng đây nó sợ ấy. À, anh nào nói được nhiều tiếng Kinh nhất nhỉ? Em hỏi tí. Biết ít à? Tức là mấy đứa trẻ con ở đây thì được đi học không? Đi mà. Đi hết à? Được đi đến học hết chứ gì? Thế sao mẹ nó lại bảo chỉ mùi cần tơ? Cả đồng. Hả? Cả đồng. Tức là tất cả trẻ con trong đây đều được đi học không gì? Đi ở xóm đi kia. À, vậy là... Đấy, thông tin của mẹ với thông tin của mấy anh ở đây nó đã khác nhau rồi đấy. Là chúng nó được đi học. Chứ không đứa nào bỏ học hay là bố mẹ không cho đi học đâu gì? Đây là bố mẹ không cho đâu. Tức như nào? Ở săn. Bố mẹ không cho đi, bảo nó đi săn, bố mẹ không cho đi,
Thế là bỏ bỏ hầu này. Tiểu phổ thông thì cũng biết tiểu phổ thông. À. Tức là mấy đứa này đi xa quá là không đi học. Đúng không? Đi có mấy đứa đi, còn hai đứa ba đứa không đi đâu. Có vài đứa là không đi đúng không? À đấy. Cũng rất khó xác minh được nên là phải hỏi qua mấy người mới biết được. Giờ mọi người đang làm một cái chuồng dê. Ở đây nuôi nhiều dê ông bán em con? Không, có mấy con thôi. Có mấy con này à? Nuôi để ăn này à? Không để bán à? Để bán à? Con không? Còn ba con mới bé. Bé bé thế à? Đấy. Cái câu chuyện đi học nghỉ trao cũng không thể xác định được. Nói chung là biết như vậy thôi. Cứ thấy chỉ một cắn tơ thì biết là không đi học thôi. Chứ còn đứa nào đi hay không là cũng không nắm rõ. Ở đây nó cũng xa ấy. Đứa nó đi nó chập chờn ấy. Đây có lẽ là một cái buổi chiều mà rất là bình thường giống như bao ngày ở bên trong cái cụm nhà biệt lập này. Đấy, trẻ con thì đi cắt cỏ, người lớn thì làm công việc của mình. Có một cái điều mà mình thấy ngôi làng này nó đặc biệt hơn những ngôi làng khác là nhà cửa rất là to, khang trang. Còn sạch sẽ hay không thì cha chưa đi vào trong nên là chưa rõ. Đây có một cái con đường mòn nhỏ này. Bà con trồng rau lang, chắc là cho lợn này. Rất nhiều cây vải lanh. Xung quanh là toàn tiếng chuông của dê thôi. Đây chắc cũng chỉ là đường đi nương thôi nhỉ? Không phải đâu bạn ạ. Đi đâu đấy? Sang xuống bên dưới này cũng có xóm nữa. Ồ, vẫn còn một xóm nữa hả? À, vẫn còn đường đi đến một bản khác nữa. Đúng rồi. Vậy thì cái con đường mình đi vào là họ sẽ chung nhau làm với một cái xóm khác nữa. Chắc thế. Cứ đi thử nhá. Tí mình quay lại ngôi làng này sau vì mọi người vẫn đang bận việc. Thấy có cái can rượu đấy, thấy hơi sợ sợ rồi. Ôi. Đứng ở đây nhìn về phía ngôi làng này. Rất là đẹp. Cái đẹp này chắc là chỉ mình cảm nhận được thôi nhỉ. Chứ còn mình nghĩ là đối với bà con ở đây nó kiểu không có nhiều cảm xúc lắm ấy. Cũng chả định nghĩa được thế nào là đẹp, thế nào là xấu. Họ sinh ra là đã thấy như thế này rồi. Ừ. Mỗi lần nghe cái câu chỉ mùa cần tơ là mình thấy kiểu rất là buồn ấy. Wow. Đây nó lại mở ra một cái thế giới khác này. Tít bên kia đồi đất nhỉ? Bên đồi kia đất là đồi đất. Bên này đồi đá. Có một cô đang treo leo trên cái vách đá đi hái cỏ bò. Thôi được rồi, chắc là đây, bên này cũng có người này. Đấy, mọi người cứ làm việc treo leo ở những cái vách đá thôi. Diễn xiếc. Toàn diễn viên xiếc. Ngày nào cũng thế. Ngày nào cũng thế. Thôi chắc là tí mình quay lại làng đi nhỉ. Thôi cái đường này để một dịp khác đi. Vì thấy nó còn vô vọng lắm, xa lắm. Chưa nhìn thấy điểm đến. Bây giờ khi mà buổi chiều tà nắng nó bắt đầu được mây nó hở ra một chút. Cái ngôi làng được chính cái hướng nắng nó chiếu vào. Một cảnh sắc rất là đẹp. Ở đây chắc mùa đông cũng rét lắm nhỉ? Tôi nghĩ rét lắm. Bây giờ đã thấy gió hun hút này. Mình đã thấy lạnh lạnh rồi. Bây giờ thì chắc là Trao sẽ tới thăm một vài gia đình ở đây xem là có gì thú vị không. Thực ra là nhà người Mông thì chắc là cũng nhà nào cũng gần giống như nhà nào thôi. Không có nhiều điều đặc biệt lắm. Nhất là những cái ngôi nhà mà sống ở những cái vùng như này thì cái điều kiện kinh tế thì chắc chắn là không thể bằng những cái ngôi nhà chỗ khác rồi. Nhà chắc là chỉ có bóng điện, chiếu sáng thôi. Hoặc là ổ điện để sạc điện thoại thôi. Là những cái thứ mà cơ bản nhất thôi, thiết thực nhất thôi. Còn những cái nhu cầu khác như là tivi, tủ lạnh rồi nồi cơm điện hay là những cái đồ dùng hiện đại chắc là không có. Nhưng mà để giải đáp cho cái câu hỏi đấy thì cứ phải vào nữa.
thì cảm giác như cái ngôi làng này mặc dù sống tách biệt với bên ngoài nhưng mà cái điều kiện sống khá là tốt, kéo được điện. Họ cũng giỏi đấy. Giỏi mà, như này là giỏi rồi. Vươn lên đấy. Vươn lên đấy. Mà Hầu Danh á, chị Hầu à. Chị Hầu Danh. Chị Hầu Trơ, Hầu Đề. Có nhà nào cho em vào chơi tí được không? Chị thanh niên kia mới biết nói tiếng Kinh rồi. Tiếng phổ thông rồi. Ở đây mình có tivi không? Ừ. Tủ lạnh có không? Máy cắt cỏ. Chỉ mua. Thế có cái gì? Có bóng điện thôi à? Có bóng điện thì có cái gì? Chỉ mỗi bóng điện thôi à? Thế kéo điện về thì để làm gì? Nhà chá lò tàu xưa. Hả? Chá lò tàu xưa. Ồ. Nói không hiểu nhau đâu. Đi thử số anh này thôi, anh này chắc là biết đấy. À, anh ơi. Điện về thắp sáng à? Hả? Anh nói được nhiều tiếng Kinh đúng không? Anh này. Hả? Anh này. Sao anh kia là chỉ số anh này, xong anh này lại chỉ lên anh kia là như thế nào? Nhà anh có tivi không? Không. Thế có tủ lạnh không? Không có. Thế có nồi cơm điện không? Không. Thế kéo điện về làm gì? Không. Kéo điện để để cho sáng nhà thôi gì? Thế à? Úi rồi. Nhà mình có mấy đứa con? Em. Ừ. Anh thì có 4 đứa. 4 đứa nhưng mà cho đi học hết không? Đi hết rồi. Đi, cho đi hay là không cho? Cho chứ. À cho gì? Là anh chưa học, anh chưa biết tiếng Kinh rồi. À chỉ có em chưa học là chưa biết tiếng Kinh thôi nhưng mà trẻ cho đi học hết gì? Chưa học lắm. Ờ. Nhưng mà bố mẹ đường xa là bỏ học. À chỉ có đường xa là bỏ học thôi đúng không? Lười không muốn đi thôi đúng không? Đúng thế rồi. Đây đúng như câu chuyện mà mình phỏng vấn ấy, là trong nhà kéo điện chỉ có duy nhất một cái bóng này, only một cái bóng điện để thắp sáng thôi này. Không có một cái thiết bị nào khác mà dùng đến điện cả. Một là có thể là đường điện nó yếu, hai là nhu cầu mọi người cũng không cần thiết. Chỉ cần thế này thôi. Duy nhất một cái bóng điện thôi. Sao không mua tivi về xem cho nó sướng? À chưa mua thôi gì? Đang làm để mua cái gì? À thế. Chứ còn đây này, Ngan cũng được nuôi ở trong nhà luôn này. Có con nào mổ thịt được không? Không. Không à? Đói quá. Nhà có gì ăn? Không có gì ăn luôn. Hả? Hết mèn mén rồi. Mèn con. Thôi nói trêu thôi. Anh chỉ muốn vào nhà để xem là đúng là nhà chỉ có mỗi một cái bóng điện hay không thôi. Đúng rồi, nhà chỉ có mỗi cái bóng điện thôi. Thế còn làm chuồng dê là làm cho nhà nào? Nhà bên kia. Nhà bên kia. Ở đây là nuôi dê để bán à? Ừ. Một năm mà bán được bao nhiêu tiền dê? Tiền dê một cân thì làm 150. 150 một cân, thế một năm bán được bao nhiêu con? Một năm á? Ừ. Một năm thì là bán 2-3 con. 2-3 con thì sẽ được mấy triệu? Không có tiền. Không có tiền mà đi bắt. Không có tiền thì không bắt được như kia. Ừ, thế là một năm là bán được bao nhiêu triệu tiền dê? 5-6 triệu. 5-6 triệu. Tiền lợn là được bao nhiêu tiền nữa? Tiền lợn. Tiền lợn nó có to có bé, con vì to bé chưa. Thế ta tóm lại là một năm là sẽ kiếm được khoảng bao nhiêu tiền đấy? Kiếm tiền một con thì làm 6-7 triệu là được. 12 triệu một lúc. 12 triệu. 12 triệu đó. Đây là 12 triệu đấy là để mua xe máy hay là để dành làm đường bê tông? Đúng rồi. Hả? Đúng. Để làm đường bê tông hay là để mua xe máy? Để đường bê tông luôn. Ra ở cái năm nay không có đổ bê tông rồi. À, năm nay không đổ đúng không? Nhưng mà cái đường đấy có đổ không? Đường này chỉ có chỗ bỏ là ủy ban nhân dân cho xi măng để đổ bê tông này. Nên là đường bê kia là đường đá mà không
À, có nghĩa là bê xi măng cho xóm bên kia rồi đúng không? Ờ, cho xóm bên kia rồi. Nên là xóm này không có xi măng nữa. À, đúng rồi. Vì là làm xong nền rồi thì lại không có xi măng. À, mà là cái xi măng kia thì mang đi cho xóm khác rồi. Vâng. À, đấy. À, thế đang chờ xi măng à? À, vâng. À, rồi, ok. Bao giờ đổ đường đấy? Bây giờ. Và có tiền mới làm đi. Bây giờ không có tiền thì làm. Thế mấy năm nữa làm? Thì có năm nay không làm may mà có một năm nữa. Một năm nữa làm à? Một năm nữa. Thì nếu mà làm thì mình có thể hỗ trợ mấy xi măng. À. Đấy là làm, nếu mà làm thì anh có thể hỗ trợ khoảng mấy chục tấn xi măng. À, tí nữa cho anh số điện thoại đi. Xong rồi bao giờ không có điện thoại á? Có mà không có, vợ cầm đi. À vợ cầm đi giờ. Hai vợ chồng chung một cái điện thoại à? Là cha có một cái ý tưởng như vậy, nếu mà chỉ cần hỗ trợ xi măng cho bà con thì mình sẵn sàng giúp đỡ. 20 tấn xi măng thì thoải mái. Nhưng mà quan trọng là bao giờ mọi người làm thôi. Hải nơi phao á? Hải phía cha. Ồ, chị Hầu. Say lắm. Ừ, không uống được. Đang hò. Chị Hầu à? Hầu Dánh à? Ừ, Hầu Dánh à? Làm bi thuốc lào đấy, không uống rượu đâu. Đây anh, đấy anh có ý tưởng như thế thôi. Còn nếu mà cần giúp đỡ thì anh có thể giúp mọi người. Thôi mình luôn ra rồi. Bất cứ công việc gì cũng phải có chén rượu mọi người ạ. Làm cái luật chuồng dê à? Luật rồi hả? Luật bất thành văn. Cần luôn thằng. Sì mà. Ở đây thì tôi thấy ngôi nhà này họ còn phơi quần áo trên cái dây điện này. Và có vẻ như là đến giờ tụi trẻ đi học về rồi. Đi, chúng mình lên xem bọn nó đi như nào đi. Thì sẽ có những đứa nó không đi học, còn có những đứa thì nó lại đi học. Đây rồi. Ôi dồi ôi, chú đi vào cái đường này còn gần gãy cả chân, các con thì xem đi kiểu gì. Mỗi đứa cái cặp lồng. Ừ. Xem nó có sợ mình không nhá. Đông phết đấy bạn ạ. Cũng may là chú Trao luôn luôn có sẵn kẹo cho các cháu. Ôi đông phết. Một đội quân luôn. Mi tu. Mua tử. Hả? Mua ả tơ. Trong này còn gì ăn không? Cặp lồng à? Mang đi học à? Cặp lồng cơm à? Mang đi học à? Mi tu. Hết chưa? Mi xài. Hết sạch rồi. Úi dồi ôi, rồi mất rồi. Đây đây, thôi thôi lấy cái này. Cháu xin chú ạ. Cháu xin chú ạ. Sao xanh? Cháu xin chú ạ. Xin cô rồi, xin cô. Rồi. Đây, lực lượng này cũng đông này. Chào mấy đứa nhá. Này, có kẹo cho mấy đứa này. Hôm đi học vất vả quá. Đi xài. Này. Sao xanh? Sao xanh đi? Cháu xin cô ạ. Điều gì nó cũng sẽ nói thế. Thế chị này đi học không? Kìa, chú hỏi kìa. Chị này không thèm ô rồi. Từ từ phát kẹo nó chứ. Kẹo đi, này. Quả đi rất là nhanh. Xài này, mới xài. Này. Yeah, mặt đỏ hết rồi. Cú này có vẻ thông minh này. Con học lớp mấy? Hả? Con học lớp mấy? Lớp mấy chú hỏi anh kìa? Hả? Cho con này. Đây, đây, đây. Là chứng tỏ là vẫn thiếu nhi ở trong ngôi làng này rất là đông. Mặc dù có bốn nhà. Đây, cho con. Cháu xin ạ. À? Phải xót xanh chứ. Không có bắt ép các cháu phải xin. Bởi vì xin thì nó lại bảo xin cô thì thôi. Mặc dù chú đàng hoàng ấy nhưng nó lại bảo xin cô. Đi học, đi học. Ừ.
Thế là có đứa thì sẽ cố gắng đi học này, đúng không? Đúng rồi. Có đứa thì không muốn đi này, có đứa thì bố mẹ không cho đi này. Cái đó thì mình không thể nào biết được, nhưng mà thấy là bọn nó chịu khó đi được cái đường này, mình không có tài. Ngày nào cũng thế. Ừ. Ôi rồi. Này. Ôi ôi, thằng này đẹp trai đấy. Này. Em à? Phải em không? Mi Thu. Em à? Em hay anh? Chị Pâu. Chị Pâu á? À? Đây đây cho thằng ở trên. Ôi cõng cái này, cõng cái ngoài kia về à? Ôi chịu rồi. Này cầm lại. Chú đi một mình còn đang sắp không được rồi mà. Ê, từ từ. Đấy, vì nó không có tay. Tay nó phải giữ chân thằng em, không mà thằng em nó lộn cổ. À, một chế đây. Thằng này trông đẹp trai, khỏe mạnh. Nó cho thằng em lên cổ mà. Chắc thằng em cho nó đi cái đường này nó chả đi nổi. Thằng anh nó bắt buộc nó phải cho lên cổ ấy nhỉ. Được đoạn nào hay đoạn đấy thôi. Còn đâu là anh nó cõng đi theo hết. Ừ, một là nó chiều em, hai là nó bắt buộc phải làm như thế. Không có cái lựa chọn nào khác. Cõng đi học đấy. Ừ. Để kết nối được với thế giới bên ngoài thì Trang nghĩ rằng cái cụm 4 ngôi nhà này sẽ còn cần rất nhiều thời gian nữa. À, mình có cái ý tưởng là nếu như bà con đồng lòng cùng nhau làm con đường để đi ra phía ngoài thì Trang sẽ hỗ trợ xi măng. À, nhưng mà vấn đề là không biết khi nào thì mọi người sẽ làm, vì vừa nãy nói chuyện với cậu em kia là cũng không có hiểu ý nhau. Thì cái này chắc phải nhờ Hiệp nhỉ. Có gì nếu mà bạn ở đây, bạn để ý được ấy, nếu mà có dấu hiệu bà con muốn hành làm động ấy, thì bạn vào đặt vấn đề giúp tôi nhá. Rồi ok. Ừ, ví dụ như là mọi người bắt đầu làm thì mua bao nhiêu xi măng rồi, nếu mà có cần thêm không hay là thừa hay thiếu ấy. Rồi. Thì bảo là có người muốn hỗ trợ mọi người làm đường ấy, chẳng hạn thế. Thì chắc cũng phải nhờ bạn thôi. Kiểu mật thám kiểu gì đấy. Bằng mọi cách đúng không? Ừ, chứ không, bởi vì mỗi lần đi vào đây, kể cả là Hiệp người ở đây, cũng mà mỗi lần vào đây Hiệp cũng hết hơi. Cũng khá là khó. Chưa có cách nào để kết nối được với bà con. Tiếng thì họ cũng chưa hiểu hết tiếng Kinh ấy. Ừ. Mình nói chuyện khó. Ừ. Leo mãi mới lên tới cái cổng trời. Ngày mai thì cái chuyến hành trình này cũng là một cái chuyến hành trình mà có rất nhiều những điều thú vị. Đặc biệt thì Trao cũng rất là cảm ơn bạn Hiệp ở kênh YouTube Mông Thanh Hiệp đấy, đã đưa Trao đi tới một cái ngôi làng mà thực sự là rất là ấn tượng. Và có lẽ nếu mà có duyên với ngôi làng này thì còn rất là nhiều công việc phải nhờ đến Hiệp nữa. Cảm ơn bạn nhé, cảm ơn bạn rất là nhiều. Cố gắng nhé. Cũng rất là mong là sau tập phim này thì quý khán giả có thể qua kênh YouTube của Hiệp ủng hộ Hiệp một chút, hoặc là cho Hiệp có thêm cái động lực để tiếp tục cái đam mê của mình. Thôi thế thôi nhỉ. Chắc là anh em mình đi về thôi nhỉ. Đi về thôi. Có lẽ Trao xin phép được dừng máy tại đây thôi. Một lần nữa thì rất là cảm ơn quý khán giả đã luôn luôn yêu mến và đồng hành cùng kênh YouTube Trao Vlog. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chuyến hành trình tiếp theo.